Thì các bạn ơi, làm sao chạy to thật nhưng mà mình giống thấy giống cái chụp chụp đông lạnh ở ở quan tài các bạn. Giống dài dài giống thật. Làm gì có quan tài nó đẹp như này. Thề luôn các bạn nhá. Giống y cuối chó nhà mình, cuối chó nhà mình cũng buông như này luôn. Bạn này hoạt động lại đã thế các bạn ạ. Nhà mình lại cũng đang nuôi một con chó màu trắng nữa. Yeah. Xin chào Minh Hưng ơi. Xin chào các bạn nhá. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nhá. Đấy các bạn ơi. Dạo này mình làm sơ đi trò chơi dân gian và thử thách rất là nhiều các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ quay trở lại thám tử các bạn nhá. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm sơ đi cắm trại các bạn ạ. Wow, cắm trại ở đâu anh? Rồi, hôm nay sẽ lại tiếp tục cắm trại trên cây các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ không được phép mua trại hay là dựng trại bằng bất cứ một cái thứ gì ngoài màng bọc thực phẩm các bạn ạ. Có nghĩa là hôm nay là thử thách cắm trại bằng màng bọc thực phẩm trên cây các bạn nhá. Em hiểu rồi. Hiểu chưa? Hình thức chơi nào? Hình thức chơi ngay này sẽ bốc thăm các bạn ạ. 5 sao, 3 sao, 2 sao và 1 sao các bạn nhá. Đấy. Yes. Chúng ta là 5 sao thì sẽ được 1 triệu. 3 sao thì sẽ được 500.000. Wow. 2 sao là được 300.000 và 1 sao thì sẽ được 100.000. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Số tiền đấy là sẽ phải đi mua màng bọc thực phẩm này để dựng trại. Nếu không dựng được trại là sẽ phải nhảy xuống hồ nước ngâm 1 tiếng các bạn nhá. Ok. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Đấy, dựng trại rồi đi mua đồ ăn. Đó. Rồi thì bây giờ bốc thăm nhá. Đấy xem ai vào nhiều sao nhất. Rồi, bốc trước đi. Rồi cho anh Hoàng bốc trước đi. Mình sẽ bốc cuối cùng đi. Ê, mình 1 sao các bạn ạ. Mình 3 sao các bạn ơi. 2 sao các bạn ơi. Thế còn lại mình 5 sao. Số mình hưởng thế nhỉ. Chán thật đấy các bạn. Đấy, rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ dựng trại các bạn nha. Ok. Các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ cho ủng hộ mình các bạn nha. Người đơn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Các bạn ơi, vừa đi chợ về các bạn nhá. Và cái trại của mình đã dựng xong các bạn nhìn này. Đây là cái trại bằng màng bọc thực phẩm các bạn nhá. Đấy của mình các bạn ạ, nhìn đẹp không các bạn ơi? Đấy, trông rất là đẹp và sang trọng các bạn nhỉ. Đó thì bây giờ mình sẽ lên trên trại và giới thiệu đồ ăn cho các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình rất là may mắn các bạn ạ. Được 5 sao các bạn ạ, số mình hưởng các bạn ơi. Đấy, hôm nay cắm trại đây á, hơi bị thích thú luôn các bạn ạ. Đó. Mình chưa bao giờ ở trong cái trại là bằng màng bọc thực phẩm các bạn nhá. Đấy các bạn chưa nhìn hấp dẫn chứ mày các bạn nhỉ. Đấy bây giờ mình chui lên các bạn nhá. Đấy đồ ăn của mình nhá các bạn này. Các bạn ơi, không biết cái thằng 1 sao nó làm được cái trại gì các bạn nhỉ. Rồi. Yeah. Các bạn ơi, trên này thoải mái lắm các bạn ạ. Đấy, ui, cái trại mình làm đẹp không các bạn ơi? Đấy, ở trong cái túi bóng này các bạn ạ, nó kín các bạn nhá. Chỗ này vẫn có khe thở các bạn này, khoáng này các bạn này. Đấy, làm ngủ rất là êm luôn các bạn ạ. Cảm giác êm, êm ơi là êm các bạn nhá. Sướng lắm các bạn ạ. Đây này các bạn nhìn này, nó cứ bùng 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 ấy. Đấy, còn hơn cả đạn luôn các bạn ạ. Wow, kín các bạn ạ. Thế này không mà muỗi được vào nó đâu các bạn nhá. Đây này, tối mình đi ngủ mình sẽ dùng cái này ra bạn này. Dựng cái này ra nhá. Đấy, để che các bạn, che cửa các bạn này. Để cho những con hổ hay là con báo nó không chui vào đây được các bạn ạ. Rồi, mình sẽ giới thiệu đồ ăn của mình các bạn nhá. Đây, đồ ăn 5 sao của mình đây các bạn nhìn này. Bim bim này. Bim bim bạn nhá. Bánh gạo Nhật đây các bạn nhìn này. Bánh mì sandwich đây các bạn nhá. Mình sẽ ăn với lại giò heo xông khói bạn nhá. Đấy. Hai hộp xúc xích heo cao bồi và mình mua cả một suất mì xào HS sốt Terrari các bạn này. Đấy rất ngon. Đây nữa các bạn nhá. Bánh IFC các bạn này. Lại bánh gạo nữa các bạn nhá. Các bạn ơi, đồ ăn hôm nay các bạn ạ, mình mua toàn là đồ ăn ăn sẵn các bạn nhá. Đấy, ở trên này thì nấu nướng ngay nó chảy các bạn ạ, túi bóng mà gặp lửa nó chảy nhá. Đây các bạn ơi, nước này, nước ngọt là sờ tinh này. Cháo xe này các bạn này. Đấy, ghi có cả roi các bạn này, ngon không? Đấy, roi hơi ngon luôn các bạn nhé. Mời các bạn ăn với mình. Mình có cả trà sữa luôn các bạn nhìn chưa? Đấy, cắm trại này có cả trà sữa uống. Cháo. Không thể thiếu nước lọc các bạn nhé.
Coca bạn này, đấy nước ngọt nhiều không? Và một lon cà phê bớt đi uống cho nó tỉnh ngủ bạn nhé. Lại sờ tinh các bạn. Túi bóng này tí nữa mình ăn xong mình để rác vào bạn nhé. Đấy. Năm sao của mình hôm nay các bạn thấy hoành tráng không? Mấy ông 3 sao, 4 sao thôi. Ui ôi, nhìn mấy cái trại xấu các bạn ạ. Ui, nhìn ông 3 sao kìa các bạn nhỉ. 3 sao thì làm sao? Còn hơn cái trại 5 sao như quân tài. Chẳng có gì đấy ạ. 3 sao một tí là... Đừng có mê á, 3 sao là cấp ấy. Các bạn ơi, đây chính là cái trại bằng màng bọc thực phẩm 3 sao của mình các bạn nhá. Ha, đẹp và chắc chắn, vuông vắn nữa anh em ạ. Đây chính là đồ ăn mình mua với số tiền là 500.000. Đấy, giờ thì mình sẽ lên đây anh em ạ. Đấy, để vào căn nhà của mình. Thiết kế cầu thang. Đấy, mình thiết kế. Oh, anh em ơi, trong ngoài thích quá anh em ạ, cảm giác lạ thật đấy anh em ơi. Đấy, đây là đồ ăn mình mua về rồi anh em ạ. Mình đổ hết ra cho anh em xem. Đấy, đây chính là bánh bánh su dài này. Đấy, có bánh trứng này, có xúc xích này, có nước ngọt này, Pepsi này. Đấy, mình có cà phê uống cho nó tỉnh ngủ anh em nhá. Có nước lọc, nước cam. Đấy, có combo bánh bao cộng đùi gà rán. Trời ơi, ngon chưa anh em? Có check up, có bim bim. Nói chung là các bạn ạ, với số đồ ăn hôm nay ấy, mình có thể sinh tồn trong vòng đến từ 5 ngày đến 1 tuần thoải mái anh em nhá. Các bạn này, các bạn thấy trại mình êm không? Các bạn này, nhìn nhún nhún nửa các bạn nhún nữa này. Không giờ sợ sập anh em nhá. Lên. Đấy. À, cũng ui anh em ơi. Ui ơi, cái trại 2 sao của Cú Viễn nhỉ. Nhìn như chuồng gà anh em ạ, nhìn sợ thật đấy. Chuồng gà làm sao? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua xem mấy cái trại bên kia nó như nào các bạn. Bảo chê cái trại của mình như chuồng gà các bạn. Này sang đây. Trại của anh này, có một đứa là trại Dubai em hiểu không? Yeah, cái trại này nhìn chả khác quan tài luôn. Này em ơi, có cái quan tài là treo trên cây không em? Có chứ anh nhá. Bây giờ mình sang trại anh Duy xem nào nhá. Trại của Duy giống cú chó. Ui, cái trại này sao giống cái cú chó này? Này, có sự tinh để mà uống không? Ngồi thì giống như con chó ngồi trong lồng ấy. Ôi, mấy con gà thì về đi. Gà quá thì về đi. Đứng lượn vượn trong đây. Trại nào trại đây, trại thì giống quan tài, trại thì giống cùi chó các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, với số tiền là 300 nghìn của mình chỉ làm được một cái trại này thôi các bạn ạ. Che nắng che mưa các bạn ơi. Với đồ ăn thì cũng ít ỏi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ trèo lên cái trại của mình xem chắc chắn không nhá. Ây xa. Bình quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ giới thiệu đồ ăn của mình nhá. Cá kèm là cái bình ga. Bình ga gì đây? Lỗi các bạn ạ. Đồ ăn của mình gồm có bánh bông lan mút nhá các bạn nhá. Rồi bánh xốp ống các bạn. Snack que nhân sữa. Và ba chai nước có Coca này. Với có trà ô long. Một chai nước lọc. Chú gà ơi, ăn cả gà. Mình ở trong cái trại này hơi bí một tí, không thoải mái các bạn. Nhưng mà mình dựng cái trại là được rồi. Đỡ là xuống dưới hồ các bạn. Wow, đây mấy bạn có trại đẹp nhá. Yeah. Nhà nghèo đi đâu đấy? Nhà nghèo vừa đi mua đồ ăn về bạn ơi ạ. Ui, có mấy chai nước lọc với bia rồi à? Làm nào được, bây giờ bốc vào một sao có được 100.000 thì thế thôi bà. Mua ít đồ ăn thì còn dựng trại chứ không lại ngâm ao xuống nước ao. Tưởng là đi ăn xin. Ui các bạn ơi, làm sao chạy to thật nhưng mà mình giống thấy giống cái chụp đông lạnh ở quan tài các bạn. Giống dài dài giống thật. Làm gì có quan tài là nó đẹp như này. Nó có quá. Thôi. Mình quan tài nào có sợ tinh uống không? Các bạn, mình không gần đây đâu. Mình thấy sợ các bạn, giống quan tài quá. Sáng xem duy bin các bạn ơi. Bạn Hà ơi. Nhà bạn có đủ tiền mua màu bạc thực phẩm không? Bạn gì à? Chim lưới mình cho. Các bạn ơi, vuông đét luôn, thề luôn các bạn nhá. Giống y cuối chó nhà mình, cuối chó nhà mình cũng vuông như này luôn. Bạn ơi. Bọn đồng lại lại đặt thế nhá các bạn ạ.
nhà mình lại cũng đang nuôi một con chó màu trắng nữa. Hợp luôn, giống như như là cả một gì tại giờ này. Nhà bạn trùng chú chó nhà bạn trên cây à? Thôi các bạn ơi, mình đi vào không không thì sợ bị nó cắn dại các bạn. Con này khôn ngạo. À các bạn ơi, bây giờ mình sẽ sang xem con béc rê nhá bạn nhá. Cái béc rê này nó không được yêu quý mấy các bạn, nên là cái chuồng nó bé mà. Cái loại này chỉ là thịt thôi. Cứ toàn chê người ta nhưng mà chưa biết cái trại của mình các bạn ơi, mình bây giờ mình sẽ review cái trại của mình nhá bạn nhá. Let's go. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn trại mình chất chưa các bạn ơi? Các bạn, mình đen quá các bạn, bốc vào được một sao các bạn nhá. Đấy, không có đủ kinh phí để làm cái trại đẹp các bạn. Thì có cái chỗ thì chỉ là được ngồi thôi các bạn nhá, nhưng rất chi chắc chắn các bạn, mình làm cực kỳ chắc luôn các bạn. Đấy, bạn thấy chưa? Cái này cũng che được mưa các bạn nhá, nhưng mà số mình đen các bạn. Lấy mình nằm đây nó mát, nhưng bây giờ mặt trời nó lại chuyển hướng sang đây nó lại thành nắng các bạn. Số nó khổ đủ đường luôn các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ review đồ ăn của mình nhá bạn nhá. Đấy, 100k mình mua được rất nhiều đồ ăn các bạn. Được tận một chai nước lọc các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Được tận một chai nước lọc nhá. Đấy. Với hai gói bim bim này các bạn này. Đấy, thấy chưa? Các bạn biết đây là cái gì không? Để mình bóc các bạn xem nhá. Đấy. Các bạn ạ. Mình có tiền để mua bánh mì đen các bạn. Trông này thôi, trông nó đen đen thôi, giống cái cục than hoa thôi các bạn. Thế nhưng mà ăn cực kỳ ngon các bạn nhá. Nó thơm quá. Thôi mình để đây buộc vào kín vào các bạn nhá. Đấy, mình không có nhiều tiền để làm trại đẹp rộng rãi như mấy bạn kia bạn. Nhưng không sao, mình vẫn làm như này được trại là đỡ phải ngâm nước lạnh rồi các bạn nhá. Đấy. Ỉm phết các bạn, nhưng mà được cái chắc chắn các bạn nhá. Các bạn ơi, đấy. Thì hôm nay mình cũng vất vả các bạn ạ. Vừa ăn ít hoa quả cho nó mát các bạn. Bây giờ mình ạ. Bữa trưa nay mình sẽ ăn bánh mì kẹp với lại giò heo xông khói các bạn nhìn này. Đấy. Đây là bánh mì gọi là bánh mì sandwich các bạn nhá. Không có mua ít rau nào các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Đây là hai gói mì sandwich nhá. Còn đây là giò heo xông khói các bạn ạ. Uầy, thơm lắm các bạn ơi. Thơm ơi là thơm. Đấy, con làm một miếng các bạn nhá. Gì các bạn này, giò heo xông khói người ta đã cắt rồi các bạn ạ. Đây các bạn nhá, để đây này. Kẹp đây các bạn nhá. Nhưng mà thiếu dưa chuột các bạn ạ. Mình lấy một ít ở đây các bạn nhá. Đấy. Mình thông minh không? Như một cái bánh mì kẹp luôn các bạn nhìn này. Uầy, trời. Đấy, chắc một sao có mỗi cái gói bim bim hoặc là củ khoai ăn thôi các bạn nhờ. Đây các bạn nha, mời các bạn nha. Đấy, mời các bạn. Các bạn này nhìn đồ ăn của mình rất nhiều luôn các bạn nhờ. Đây là ngăn này, ngăn để đồ ăn các bạn nhá. Còn ngăn bên này mình sẽ để ngủ các bạn này. Đấy, sướng không? Các bạn đây thì sướng không? Ngon quá bạn. Ngon hơi khô. Bây ăn ngon lắm các bạn. Ăn nó thịt xông khói này nó hoi hoi kiểu nó ngọt của thịt các bạn. Toàn một thịt lợn thôi. Đấy, làm mình nữa các bạn nhá. Đấy, hôm nay đồ ăn này của mình sinh tồn cả được một tháng luôn các bạn ạ. Đâu như một số bạn 1 sao, 2 sao, 3 sao bạn ạ. Đấy. Nói chung là hôm nay không dựng được trại bạn ạ. Là sẽ phải ngâm dưới nước 1 tiếng các bạn nhá. Đấy, cho nên là mình nghĩ là chắc ai hoàn thành các bạn ạ. Đấy, mời rơi miếng dưa bạn này. Đây cái bánh mì kẹp của mình ngon không? Ngon không? Đấy. Không quá ngon quá. Làm hấp vào tinh các bạn ơi. Cái của mình các bạn nhá, che được mưa luôn các bạn nhá. Ở trên này là một cái mái bằng túi bóng các bạn, bằng bọc thực phẩm các bạn nhá.
Các bạn ơi, đấy, công sức mình bỏ ra để tạo dựng cái trại này từ sáng giờ mình cũng thấy là mình mệt quá anh em ạ, đói quá. Đến giờ thì mình được gọi là đền bù công sức ấy rồi các bạn nhá. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ thưởng thức món combo bánh bao cộng đùi gà. Đấy, xời, ngon quá. Tiếc tí à, các bạn ơi, mình định bảo khô tương ớt nhưng mà nó vẫn có tương ớt anh em nhá. Đấy, có tương ớt luôn. Để đây tí mình dọn anh em ạ. Kên đấy. Đấy, công nhận ạ. Công nhận cái món đầy đủ món chân gà đầy đủ thật anh em ạ. Không thiếu cái gì. Ủa. Anh em ơi, nhìn ngon chưa? Đấy, mời anh em nhá. Wow. Nó ngon. Đúng là cuộc sống như là sung sướng em ạ. Vừa trên cây vừa ăn uống. Cảm giác lạ phết. Mấy cái trại 2 sao, chạy 1 sao làm gì có cái đùi gà mà ăn. Đố rồi, đừng có tiền là mua anh em à. Ngon quá. Đùi gà thơm, giòn, có tí tương ớt và cay cay ăn ngon. Đấy, mình làm hấp nước ngọt nữa anh em nhá. Thôi, cho em nạp thôi. Uống ngon giữ nước. Ngon quá. Tuyệt vời hết nhờ. Làm bánh bao em ạ. Ngọt ngọt ngọt. Đấy các bạn ơi, sau những công sức mình bỏ ra làm cái trại giờ mình cũng đói rồi, thôi mình giờ mình ăn cái bánh bông lan này nhá các bạn nhá. Bóc kem, mất zin này các bạn. Mất zin rồi. Thơm đấy. Wow. Nhưng không biết là cái ông một sao nó có bánh như này ăn mấy cả các bạn nhá. Thơm phức quá các bạn. Bên trong có một lớp kem nhá các bạn nhá. Trời quá. Nhưng mà có một lớp kem bên ngoài là... thơm thơm mà dứa ấy. Khổ quá. Giờ mình làm hơm nó lọng quá các bạn. Nghẹn rồi. Tí nghèo quá bạn. Ăn tiếp rồi các bạn. Đói quá rồi. Bên trong có một lớp kem mềm mềm ăn. Ngọt, ngọt cực kỳ luôn. Thơm. Nhưng mà mới tội là ăn cái này hơi khô. Lần đầu tiên là mình ngồi ở trên cây ạ. Với cái lều mà bọc thực phẩm mà ăn uống là mình cũng cảm thấy là mát. Cho là còn êm nữa. Đấy, nhún nhảy thoải mái nhá. Các bạn dẫn gì đó, các bạn ai là làm thì dẫn gì vô. Làm một cái là thoải mái. Mình ăn xong là mình đi ngủ các bạn. Đấy các bạn ơi, đói rồi các bạn. Khả năng phải kiếm cái bánh mì ăn thôi các bạn ơi. Đấy, làm cái bánh mì đen ăn cho nó ngầu các bạn. Thơm thật các bạn. Ui giời, các bạn ơi. Khô rô. Ăn bánh mì đen, mình đeo kính đen vào cho hợp các bạn. Bì, khổ lắm các bạn. Cái này mà không uống nước, không nuốt được các bạn. Hồi tiền ít làm nào được các bạn. Chắc mấy bạn 5 sao, 3 sao ơi. Nhiều đồ ăn lắm đấy các bạn. Khả năng tí mình thử lên mình xin xem có cho không. Mà mấy bạn đấy toàn ăn tham kiệt sỉ các bạn. Chắc không cho mình đâu. Khổ thế. Ấy không biết các bạn ăn bánh mì đen như mình ấy.
Lần đầu tiên mình ăn bánh mì đen luôn các bạn. Đấy, bên trong nó sẽ xì luôn này. Khô lắm mà thơm quá ạ. Chắc mình có hiện trụ được tầm một ngày các bạn. Chắc chỉ là một ngày hôm nay chỉ luôn à, mình ít đồ ăn quá các bạn. Đấy, chỗ này che mưa các bạn nhá. Nếu mà mưa ấy trông cứ như kiểu trẻ con nó thả diều nó mắc vào đây các bạn nhờ. Còn thật sự là các bạn hôm nay mình quá rất chi là đen luôn, hay là do mình mặc áo đen các bạn nhỉ. Bốc vào một sao, ít điểm, ít đồ ăn bạn. Khổ hê. Ăn cái đấy vừa đấy ăn nó tanh quá bạn ạ. Làm cái bánh gạo Nhật cho nó ngọt. Đấy. Rồi mình đi nghỉ các bạn nhá. Hôm nay mình cắm trại ở đây mình cảm thấy rất là vui các bạn ạ. Mình có rất, cái chỗ này của mình rất là rộng các bạn nhá. Đấy, ngăn này để đồ ăn này, còn ngăn bên này mình để ngủ các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn không? Sướng không? Bánh gạo Nhật ngon thật. Này không bao giờ dụng được luôn. Các bạn ơi, có tiền cũng sướng các bạn nhỉ. Ăn này ngon thật các bạn. Cảm giác cắm trại ở trên này rất là thích các bạn ạ. Mưa không đến đầu, nắng thì sẽ không chịu được nắng các bạn ạ. Bởi vì cái màng bảo vệ nó là tấm kính trong suốt, nó không phải là cái kính phản chiếu tia UV các bạn ạ. Cho nên nắng nó vẫn bị bỏng các bạn nhé. Nhưng mà ở đây là cây cối các bạn ạ, nó rất là mát, không phải lo. Thôi bây giờ mình đi nghỉ trưa các bạn nhé. Nghỉ trưa bạn ạ. Hôm nay mình cũng rất là mệt các bạn nhé. Đấy, làm cái trại này mệt thật. Các bạn ơi, nói chung là ăn uống cũng no say rồi các bạn ạ. Đấy, căng da bụng, trùng da mắt anh em nhá. Hôm nay làm được cái trại này mình cảm thấy mình cảm rất là vui. Mình tự tay tạo làm được một cái ngôi nhà các bạn ạ. Đấy, để ở các bạn nhá, bằng mặc bọc màng bọc thực phẩm đấy. Không phải ai cũng làm được đâu anh em nhá. Đấy, mình rất là khéo tay. Đấy, chắc chắn là mưa gió gọi lắng hơn mặt, mưa hơn đầu luôn anh em ạ. Nhìn rất là đẹp. Nói chung là ngồi trên này thì mình cảm thấy nó cảm giác nó đặc biệt lắm. Nó ăn uống nó không như ngồi dưới đất đâu các bạn ạ. Nghĩa mình đang ngồi trên không ấy, đang bay trên không ấy. Đấy, lại kiểu nhu nhân nhún nữa. Nói chung là thích anh em nhá. Anh em nào có thời gian có thể mua màng bọc thực phẩm để trải nghiệm thử cảm giác như mình em, sướng cực. Giờ thì mình sẽ ăn nghỉ một giấc. Đấy, xong chiều dậy thì mình ăn tiếp. Giờ ngồi trên này chỉ có ăn uống thôi anh em ạ, chẳng có gì cả. Đấy. Đồ ăn của mình thì mình sẽ vứt sang một bên. Còn rất là nhiều đồ ăn chưa ăn tới. Vứt sang một bên và mình sẽ đi ngủ anh em ạ. Đấy, oanh giấc. Em thấy không? Cuộc sống ai sướng như mình đúng không? Thôi nhá, mình đi ngủ đây. Các bạn ơi, giờ mình ăn no nhá các bạn ơi. Mình cảm thấy là ngồi trong này ăn nó thoáng này, nó mát này. Cảm thấy là ngồi ở đây còn thích hơn cả nhà hàng các bạn ơi. Ôi giờ mình ăn no say rồi, giờ mình đi ngủ đây các bạn. Lều hơi bị nhỏ đi các bạn. Ấy nhỉ. Đấy các bạn ơi, mình ăn thì lo các bạn nhá. Đấy, nhưng mà chỗ ngủ của mình giờ đang đau đầu về vấn đề ngủ của mình các bạn. Không biết ngủ kiểu gì đây. Chỗ hẹp quá, bé quá các bạn. Yeah. Nhìn mấy ông 5 sao, 3 sao thích thật các bạn. Rộng rãi, thoáng. Mình nhìn mà thèm. À mà không thoáng bằng mình đâu ạ. Mình không có có xung quanh ạ. Thoáng hơn, nhưng mà nếu mà mưa là mình sẽ bị ướt các bạn nhá. Đấy, cầu mong ông trời phù hộ sẽ không mưa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi các bạn nhá. Để mình xem nằm có gì nhỉ. À tựa cây, nó tựa cây ngủ ạ. May quá mình có cái kính râm đeo nó đỡ chói mắt các bạn. Bye bye các bạn, mình đi làm giấc đây. Ui ơi, đỡ mỏi hẳn. Các bạn ơi, ngủ ở trên này thoải mái lắm các bạn ạ. Sướng lắm các bạn ơi. Rất là thích luôn các bạn ạ. Đấy, mình mới ngủ buổi trưa thôi các bạn nhá. Mình đã cảm thấy nó thoải mái, nó sướng như này rồi các bạn ạ. Chân tay mình duỗi ra dài thoải mái các bạn ạ.
Đấy, cơ bản là chắc là cái trại của mình nó rộng các bạn ạ, làm nó thích các bạn nhé. Đấy, nó như một cái bạt nhún luôn các bạn ạ. Đấy, thích lắm các bạn nhé. À, thế này có ở được một tháng được các bạn ạ. Đấy, chỉ cần có đồ ăn các bạn nhé. Đó, sướng ơi sướng các bạn ạ. Đấy, cái trải nghiệm cắm trại ở trên cây bằng màng bọc thực phẩm này các bạn ạ, rất là thú vị các bạn nhé. Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay cắm trại đây thích các bạn ạ. Đó thì bọn mình chỉ là trải nghiệm thôi các bạn nhé. Đấy, cũng hoàn thành cắm, cũng hoàn thành hoàn thành cái thử thách cắm trại ở trên cây bằng màng bọc thực phẩm thôi các bạn ạ. Đó, thì bọn mình sẽ không ngủ qua đêm các bạn nhé. Đấy, thì cái này là mình cũng chỉ là để dựng trại cắm trại thôi các bạn ạ. Đấy, thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi người chơi người ta đi về các bạn nhé. Đó, người ơi, anh em ơi, ôi đi về à? Đây đây em, đây em đây anh ơi. Ui, các bạn ơi, công nhận là ngủ đây ngon thật anh em ạ. Kình êm ái sướng thật. Thế bây giờ mình sẽ dọn đồ để đi về đây em ạ. Đấy, cắm trại như này thôi để không phải qua đêm nữa anh em nhá. Đấy, hôm nay cảm giác rất là tuyệt vời anh em ạ. Trải đúng một trải nghiệm mà nhớ đời luôn. Đấy, mình dọn đồ rồi đi về, anh em gọi về rồi. Ra đây. Ui giời ơi, hoang vanh các bạn nhìn này. Tiếp. Sau lưng lắm bạn hưa. Đấy. Nhưng mà bạn thấy tớ làm chắc không? Chắc đấy. Nhưng mà cũng giỏi bạn ạ. 100.000 mà làm được cái trại đấy bằng màng bọc thực phẩm là thế này. Bạn ơi, nhìn này. Trên này có thể nhảy được mà. Yên tâm luôn. Rồi. Không mà sợ. Được rồi. Các bạn. Đấy, dọn đồ đi về thôi. Đấy, hôm nay thử thách cắm trại này rất là vui và thú vị các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy video này bọn mình hay, nhớ like và chia sẻ hộ mình các bạn ạ. Còn bây giờ xin chào người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.